chúng ta đi vào tham quan làng chài nhé các bạn nhé. Ok bạn ơi, muốn chụp bạn làm chung bạn cái làng chung nhỉ? Bạn cái làng chung. Dạ. Kita naik kapal atau kayaking? Yang mau kayaking ikut saya. Mình đi vào làng chài nhé các bạn nhé. Ở đây có trung tâm lưu tế Ngọc Trai nữa. Rất là đẹp luôn. Ngoài đây có nước mà, trong này bể nước mà. Kalau mau kayaking sendiri atau mau dua? Mau berdua, yuk temenin deh. Beneran ya? Pak Anton dengan dah? Boleh, ayo. Yaudah, ya, boleh. Saya dengan itu manajer. Dengan manajer. Oke. Lu udah di? Bang. Nanti kayaknya ke banyak. Chào cái ác nhé các bạn ơi. Lâm ơi chào các bạn này. Bạn Lâm sẽ làm chèo thuyền cho Giang đi đưa quý vị và các bạn đi thăm làng chài vùng viêng nhỉ em nhỉ? Vùng viêng phát âm người dân bản địa. Đấy, phát âm người dân bản địa. Đấy là làng chài Vùng Viêng. Hôm nay Hoàng Giang đến thăm làng chài Vùng Viêng bằng cái con đò tay này. Bình thường toàn ngồi trên đò ấy thôi. ngồi trên đò cao, ngồi đò có người lái á. Hôm nay ngồi đò tay quá là xịn sò luôn. Mày cắm ở đây cho hai anh em mình cùng trèo nhá. Đấy. Anh giữ cái cột đó. Đấy. Đẳng cấp chưa? À, đứng nhỉ. Cái chân người ta kẹp lại chẳng cứng. Hay quá đi. Em trèo khỏe đấy anh, thế chả trèo được tí nào luôn. Trèo đi, không cứ quay đi. Em nghỉ đi. Em trèo tí là vòng là về nơi mà. Ok, đây, anh quay nhá. Cái này anh trèo nước. Vào làng chài vùng viêng nhỉ. Rồi. Chài Vùng Viêng quá là đẹp luôn nha bạn ạ. Quay đoạn góc thì bắt đầu làng chài hiện ra. Hả? Ừ. Đúng không? Chài đẹp. Quá đẹp. Hôm nay chỉ quá đẹp luôn. Đấy, đi vào góc đấy là có cái bóng dâm của cái hòn đá nha, những cái viên đá ngọc. Những cái viên ngọc của Hà Long rồi. Đấy, bắt đầu đi vào làng chài nha, khách của mình đang ngoài chụp ảnh ở đây, mệt không? Nếu mệt cho anh trèo nhá. Trèo giúp em đi đã. Ủa, cái này mày không đứng được.
chiều đang lên nước quá nhiều luôn. Quay gần cái xuồng khách kia ngon. Đấy, bắt đầu làng trài hiện ra này. Đấy, làng trài bắt đầu hiện ra rồi nha các bạn nhé. Ôi, đi vào bóng dâm này. Đây là bóng dâm của những cái viên ngọc của Hạ Long ấy. Thế chưa. Đấy, làng trài bắt đầu hiện ra rồi. Đấy. Đây, đoàn khách của mình đang trèo đi trước. Rất là phiêu linh và đẹp luôn. Saya duduk sendiri aja, ayo. Kita masuk seafood ya, desa seafood ya. Oh, wow. Ya. Nanti saya bayar tip pasti dia sendiri ya. Yo. Làng trài này rất là lớn luôn các bạn ạ. Đấy, bản Lâm rất là mệt khi trèo đằng sau của Giang này này. Đấy, khi nào mệt bảo anh em nhá, anh sẽ trèo thay cho em. Đấy, Hoàng Giang cũng từng trèo thuyền kayak rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đi vào làng trài vùng biên rất nhiều lần, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên được đi trèo thuyền. Đi được đi trèo thuyền mà không phải trèo. Đó, nói thế mất quan điểm quá nhà. Chuẩn bị trèo bây giờ đây. Ôi giời ơi, sắp ngã đi. Được không? Em quay đằng sau cho anh để anh trèo. Quay đoạn anh trèo nhé. Rồi. Hôm nay được đi trèo thuyền kayak quá là nhiều người, rất là vui các bạn ạ. Ayo, ini jalan, buka sana jalan tuh. Ini dah hai, kena tuh, lúc nào hai nữa. Được, nhìn được, nhìn rõ. Rồi. Cái này thôi, ôi đi. Quay TikTok không cần nhạc, không cần đấy, không cần tiếng gì cả. Ghép nhạc sao đúng không? Mai về đến luôn. Tháng nay anh đi làm có 10 ngày mà em. Đến đây phải giảm tốc độ nha các bạn nhá, nếu không là cảnh sát bắn tốc độ đấy. Lâm ơi giảm tốc độ nhá, nếu không cảnh sát bắt đấy. Anh ơi. Đấy. Anh phải giảm tốc độ chỗ này. Nếu không là bị phạt nặng đấy. Đấy. Thấy chưa? Nhưng mà cái giảm tốc độ hơi nhỏ một tí. Phải zoom này. Rồi.
đấy, giảm tốc độ, giảm tốc độ, giảm tốc độ. Cái này phản năng lắm đấy, ở ngoài biển đấy. Đi qua làng chài rồi bắt đầu quay. Đây cửa làng qua nhà, cửa ngõ nhá. Đây cửa ngõ làng chài nhá. Đâm một đá nha em nhá. Rồi. Rồi. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Thế để nha, một cắt lên sau. Các bạn ơi, đây là bờ biển. Ui ôi, có cái lỗ con cá chê to kìa. Đấy. Con cá to thế. Wow. Con cua. Wow, cua nhiều thế, cua nhỏ nhiều thế. Này, cua nhỏ nhiều này. Con cua con gì hay con sâu gì con chi cũng nhiều. Đấy. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn này. Đây là anh quay vào gần cái nhũ đá này đi vào đấy. Con này chảy nhiều nhỉ? Ừ, úi dồi ôi, nước đẹp này. Đẹp chưa? Nước chảy nhiều đẹp chưa? Chảy ra bằng đẹp. Đấy. Chảy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Ra cửa làng nhé, ra cửa làng thì các bạn nhé. Mỗi lần trèo thuyền đi như này quá là đẳng cấp luôn, quá là đẹp luôn. Các bạn ơi, các bạn xem video hay á, nhớ bấm đăng ký nhé các bạn nhé. Các bạn đăng ký cho kênh Văn Bản TV nhé. Hoàng Giang đi sẽ luôn luôn cập nhật những cái video mới và hay nhé. Đây là Hoàng Giang sẽ làm tổng hợp tất cả những cái điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Và Hoàng Giang đang đi là vào làng chài Vùng Viêng, là một nơi có từ rất lâu đời rồi. Đấy, người dân ở đây đã xây nhà, tức là dựng nhà trên cái con thuyền đấy để nuôi cá nuôi mực đấy. Wow, chắc con rắn này chết ở đây em, con rắn ra đủ cái ở đây kìa. À, không phải đâu nhỉ, cái dây thừng thôi. Đấy, con rắn sợ quá. Wow, đẹp tuyệt vời luôn, quá là đẹp. Mỗi lần đến Hạ Long này, cái thích nhất là trèo thuyền kayak này thôi. Hôm nay hai anh em đi trèo thuyền kayak, trời thì nắng. Ngày mai về vợ chắc không nhận ra nữa, đèn hết rồi. Ui, đã chưa? Nghỉ nước biển như trẻ con luôn. À. Lùi à? Em lùi lại à? Giang đẹp trai sẽ xuất hiện video tiếp theo nhé các bạn nhé. Đấy, chỗ này dâm dê này. Dâm dê này đi chèo thuyền này ngon này. Cuối cùng anh cả suốt tuyến đường anh không chèo được tí nào luôn. Đấy. Hôm nay Lâm mà để tiếp to nhỉ. Hôm nay Lâm phải tiếp to chứ. Đấy. Các bạn ơi, các bạn mà có gia đình mà muốn đi chơi Hạ Long nhé, thì các bạn liên hệ với Giang nhé. Số điện thoại vẫn như thế thôi, 0972670336. Và các bạn muốn đi qua làng chài Vùng Viêng thì các bạn phải ngủ tàu nhé. Ngủ tàu tên là La Regina. Được. Cái con tàu này phòng rất là đẹp luôn. Các bạn muốn xem cái phòng ở trong trong tàu ấy thì lên TikTok nhé, Hoàng Giang LC. Đấy, Trà Neo, tức là tên TikTok của Hoàng Giang LC, có tất cả cái dịch vụ ở trên đấy, có cửa hàng này ấy. Vâng, đây là cái kênh Văn Bản TV của Hoàng Giang sẽ luôn luôn chào mừng các bạn đến với kênh, và các bạn nhớ bấm vào xem, và nếu thích video thì bấm đăng ký nhé các bạn nhé.
sự thành công của kênh Văn Bản TV cũng là nhờ đến sự quan tâm của các bạn. Các bạn chỉ cần giúp Hoàng Giang một lần duy nhất, đó là đăng ký, chia sẻ và like. Hoàng Giang rất biết ơn rất nhiều. Vâng, bây giờ đang chuẩn bị đi đến hết là cài vùng viên rồi. Bây giờ Hoàng Giang thì quay cái khu vực chúng ta nuôi đây. Từ phía xa có rất nhiều cái bồng bềnh ấy, có những cái hòn ấy, cái đấy là cái quả hơi ấy, cái bóng hơi người ta để treo những cái con trai ấy. Con trai khi cấy cái hạt hoặc trai vào rồi ấy, cái viên đá bằng làm cái ấy, bằng cái bột của con trai, cho nên là khi cấy vào rồi thì nó sẽ người ta sẽ để dưới biển như thế, bởi vì để không để nó sâu quá đấy. Lắm mình để sâu quá nó bị sao nhỉ? Sâu quá thì nó bị sâu quá thì nó cũng đáy, nhưng mà nông đông như này là vừa đủ để nuôi trồng. Tức là sâu quá nó chạm đáy nó bị chết đúng không? Vì con cá con gì nó ăn hết, cho nên là người ta làm nông đấy. Để khi nào kiểm tra ấy, khi là cái nuôi trai này người ta kiểm tra hàng ngày nhá các bạn nhá, mới 2-3 tháng kiểm tra một lần, cho nên là chất lượng sống còn sống tháng, không? Đấy, vài tháng nhắc lên kiểm tra một lần. Đấy, vài tháng nhắc lên kiểm tra một lần. Đấy. Một tí nữa Hoàng Giang sẽ đi thẳng vào cái chỗ nó cấy. Với lại chỗ trưng bày ngọc trai nhá các bạn nhá. Các bạn mà muốn mua ngọc trai nhớ liên hệ với Lâm nhá. Lâm ơi, cho các bạn xin số điện thoại đi em. Nhưng mà các bạn đi chơi ở Vịnh Hạ Long, muốn đi thăm làng trai Phương Viên và thăm Vịnh Ngọc Trai Hạ Long thì có thể liên hệ với mình, liên hệ trực tiếp với anh Giang là được. Liên hệ Lâm luôn nhỉ. Cán bộ Lâm sẽ đưa các bạn đi đến làng trai, làng Vung Viên với làng Ngọc Trai trực tiếp luôn. Em từ từ quay mặt bạn đã. Này Lâm, đọc số điện thoại đi em. Đọc đi, có gì mà ngại, trời ơi là trời. Đọc đi, người đang chờ. Đọc đi, đang chờ. Cắt đoạn này nhá. Nếu mà các bạn mà muốn tham gia chuyến hành trình thăm làng trài Cung Viêng và cả chỗ Vịnh Ngọc Trai này thì có thể liên hệ với mình. Thì các bạn có thể đi tour ở trên con tàu Regina Classic. Đấy, liên hệ là tour mình trực tiếp qua số điện thoại là 0339135202. Cảm ơn các bạn. 0339135202. Số quá là đẹp luôn. Wow, đẹp cấp đấy. Hôm nay hai anh em đang đi trèo từ lúc đầu làng đến cuối làng. Trời nắng ơi là nắng. Wow. Nắng quá trời luôn. Tức là phủ lên mấy cái đoạn mình nói chuyện này. Quay chưa? Rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình kết thúc chuyến trèo chủ nghĩa rồi nhé. Mình sẽ đi về đến đích rồi. Kết thúc giờ đi lên. Rồi, thank you em.